Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiến hành khảo sát tình hình cung cấp các xây dựng tại tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị giải quyết cung cấp vật liệu sang lắp cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam tại tỉnh ủy Vĩnh Long. Tham dự có các bộ trưởng một số bộ ngành, lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thành ủy Cần Thơ và ông Dương Tấn Hiển, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng tham dự. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tổng nguồn cát săn lấp cần cho 16 dự án công trình trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2021 đến năm 2025 khoảng 70 triệu mét khối. Theo đó, một số tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã xác định được nguồn cung cho một số công trình giao thông trọng điểm khoảng 20.000 mét khối mỗi ngày, trong khi đó nhu cầu cần khoảng 45.000 mét khối mỗi ngày. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương nghiên cứu phương án nâng công suất khai thác mỏ cát sông lên khoảng 42.000 mét khối mỗi ngày. Số cát còn thiếu hụt sẽ xử lý bằng cách cho phép tỉnh Sóc Trăng khai thác các mỏ cát biển. Đối với thành phố Cần Thơ đã triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc châu đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố và các dự án trọng điểm khác đang cần khoảng 20 triệu 115 ngàn mét khối. Do đó, địa phương có văn bản kiến nghị chính phủ chỉ đạo các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ cho Cần Thơ nguồn cát sang lấp phục vụ cho các dự án trọng điểm còn lại trên địa bàn để giải quyết dứt điểm việc cung cấp cát chính phủ yêu cầu bộ ngành địa phương phải xác định rõ các mỏ trữ lượng nguồn cung công suất khai thác và xây dựng cụ thể kế hoạch khai thác bên cạnh đó các công trình dự án cũng phải tính toán chi tiết khối lượng cần phục vụ cho sang lắp và xây dựng để chính phủ cân đối tất cả các nguồn cung và có chỉ đạo phân phối cho toàn dùng một cách xác thực nhất phó thủ tướng cũng yêu cầu một số tỉnh ở miền tây tiếp tục nghiên cứu khảo sát một số mỏ cát bắt đầu hình thành để tiến hành khai thác phục vụ cho các dự án trong tương lai